Mới đây, Trung tâm Tin tức VTV24 giờ vừa đăng tải một phóng sự liên quan tới việc nghệ sĩ Việt trở thành người giới thiệu sản phẩm cho không ít thương hiệu kém chất lượng. Dù kênh truyền hình có để mờ gương mặt nhưng qua giọng nói mà nhiều người nhanh chóng nhận ra, nhân vật trong câu chuyện này chính là nghệ sĩ Hải Văn Dung. Ở đoạn cuối video đang livestream quảng cáo một sản phẩm tiêu tan u sơ, u nang, người này còn nói tới việc bản thân là Văn Dung. Chương trình này đã có cuộc thăm dò tìm hiểu, sau đó kết luận nữ nghệ sĩ này đã sử dụng tờ bệnh án giả do người làm quảng cáo tạo ra, nói theo kịch bản đã được dàn dựng sẵn để PR sản phẩm một cách bất chấp. Theo đó, trong clip quảng cáo, nữ nghệ sĩ quay cảnh đang có mặt tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, công khai tờ bệnh án tại đây và cho biết: "Đây cho mọi người xem nhé, không lại bảo nói dối. Mọi người nhìn này, đang ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội." Thế nhưng sau khi tìm hiểu, phía chương trình lại phản hồi rằng đúng là nghệ sĩ này đang ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội nhưng lại không nói thật nhiều thứ khác. Trong phóng sự cũng nêu rõ, phía Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã xác nhận với phóng viên form mẫu của tờ bệnh án không đúng, không có khoa phòng khám nam như tờ bệnh án mà nữ nghệ sĩ tung lên. Hiện sự việc này đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả. Công chúng tỏ ra khá bức xúc về hành động PR bất chấp của nữ nghệ sĩ và cho rằng nữ nghệ sĩ trong clip là táo y tế nghệ sĩ Vân Dung. Một số ý kiến của khán giả như sau: nghệ sĩ không được nói bừa, chuẩn là bây giờ không tin vào mấy sản phẩm của các diễn viên quảng cáo, có tiền là làm tất cả, bất chấp mọi thủ đoạn. Táo y tế thì kinh rồi, cuối năm khắp biết tay Ngọc Hoàng. Vụ việc vẫn đang được xác minh thêm, hiện nghệ sĩ Vân Dung vẫn chưa có bất kỳ phản hồi nào. Chuyện các nghệ sĩ nhận lời mời quảng cáo PR sản phẩm để kiếm thêm thu nhập hiện nay đã không còn là hiếm. Tuy nhiên, một vấn đề nổi cộm đang gây xôn xao dư luận, đó chính là việc người của công chúng lại đi PR cho những sản phẩm kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, làm ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Loạn quảng cáo từ người nổi tiếng. Sự bùng nổ của thương mại điện tử với đa dạng các kênh truyền thông nên số lượng nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia quảng cáo làm đại diện thương hiệu cho các nhãn hàng đang trở nên ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, sự bùng nổ ngày càng nóng đặc biệt qua kênh mạng xã hội khiến nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng dễ dãi quảng cáo cho các sản phẩm mà không có chọn lọc, thượng vàng hạ cám từ các loại thuốc trị ung thư, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thẩm mỹ viện, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng, điện tử. Điển hình như nghệ sĩ TH được nhiều hãng mỹ phẩm có nguồn gốc trong nước xách tay săn đón để livestream quảng cáo giới thiệu vào những khung giờ vàng. Thậm chí, cùng một lúc, nghệ sĩ này chạy show lên sóng Facebook cho cả hai thương hiệu khác nhau. Hay như trường hợp nghệ sĩ Hải BL được giới mạng xã hội đặt cho biệt danh là ông Hoàng livestream. Khi nghệ sĩ này livestream bán hàng không biết mệt mỏi trong tất cả các khung giờ trên mạng xã hội để quảng cáo, bán hàng cho một số sản phẩm có nguồn gốc xách tay. Một chuyên viết bài PR cho các nhãn hàng chia sẻ, chị từng được thuê viết quảng cáo cho một doanh nghiệp sản xuất, phân phối các sản phẩm tăng, giảm cân trên thị trường. Trong quá trình viết bài, chị được cung cấp nhiều hình ảnh diễn viên, ca sĩ chụp cùng sản phẩm để sử dụng làm tư liệu. Theo lời chị, những người này có thể chưa từng dùng qua sản phẩm nhưng lại có nghề diễn đạt nên thỏa sức tung hô về công dụng sản phẩm để lôi kéo khách hàng. Chỉ khi báo chí đăng tải thông tin bóc trần sự thật về toàn bộ sản phẩm tăng, giảm cân, chứa chất cấm mới thực sự hoảng hốt. Nếu như trên báo chí, truyền hình, việc quảng cáo được siết chặt thì trên mạng xã hội, việc này khó có thể kiểm soát và kiểm chứng. Thế nên, chỉ đến khi những vụ việc bóc phốt, tai biến dịch vụ làm đẹp do mỹ phẩm gây ra được đăng tải rộng rãi, người dùng mới tá hỏa nhận ra.